Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy nhập khẩu giá rẻ. Trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn ba dòng xe, đó là Vision, AB với Vario. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có ông Liếng sẽ hỗ trợ giới thiệu. Ông Liếng, hello cả nhà nha. Cầm duy nhất 4 triệu đồng và sở hữu ngay về một em xe Vision cũng như là một em xe Vario 125 hoặc là AB 125 thì nhanh tay liên hệ qua cho em Liếng con số hotline 0905299642 để sở hữu ngay về một siêu phẩm, về một dòng xe. Trả trước chỉ cần 4 triệu đồng, liên hệ trước còn được hỗ trợ giảm thêm 2 triệu đồng con xe đi lại khi có đặt lịch trước cho em Liếng nha. Đầu tiên là nói về dòng xe Vision. Vision thì hôm nay có sơ rất là nhiều màu nha cả nhà. Thì có lên màu cho cả nhà là màu đỏ, trắng đỏ này. Rồi màu cam này, trắng xanh này, tím iPhone này, màu xám xi măng này, thì còn nhiều màu nữa. Thì anh chị bạn nào mua bất kỳ cái màu nào thì chịu khó mà liên hệ, bên này vẫn hỗ trợ sơn màu theo yêu cầu. Thì hiện tại giá Vision thì nhiêu em? Vision thì màu zin bên em Liếng là đủ màu nha cả nhà, còn không có luôn nhiều màu sơn. Thì hiện tại đang có mức giá cho cả nhà đối với bản chiều quá thường là 33.900 là có tính màu sơn rồi nha. Bản cao cấp thì 35.900, liên hệ trước cho Liếng là Liếng giảm ngay 2 triệu em xe lại nha. Đối với dòng này thì hỗ trợ trả trước chỉ cần 4 triệu thôi là có thể lên xe rồi. Thì Liếng cảm thấy thời điểm hiện tại là một cái điểm vàng để mua xe luôn. Thứ nhất là kịp biển số trước lễ này, sắp tiếp Tết này, kịp cà vẹt này, có thể là giá xe đang ưu đãi rất là nhiều. Ngoài ra khi có đặt được liên hệ trước cho Liếng còn được giảm con xe lại nữa ha. Tới là về dòng xe AB này, thì AB này, AB thì có AB 125, 160. Thì 125 thì nó có màu trắng đen này, màu xám xi măng này, màu xanh xi măng này, màu cam và màu đen. Đặc biệt là một bảng tem sơn màu đặc biệt kia nữa. Thì hiện tại AB 125 thì giá sao em? Mức giá hiện tại AB 125 thì đang hỗ trợ cho cả nhà là chỉ có 40 triệu 900 đến 42 triệu 900 từ phiên bản. Trả trước chỉ cần 4 triệu đồng là sở hữu ngay về một em xe rồi ha. Liên hệ trước còn được giảm thêm 2 triệu đồng con xe lại nha. Ok. Rất là nhiều màu sắc luôn. Bên này Vario thì hiện tại báo sơ giá nhiêu không? Vario thì sẽ cập nhật giá cho cả nhà riêng một clip khác, nhưng mà video hôm nay thì sẽ bật mi giá luôn ha. Mức giá dao động chỉ từ 37 triệu 900 đến 39 triệu 900, liên hệ trước được giảm ngay 2 triệu còn có 35 triệu 900 nha. Và giá ưu đãi cũng như là tri ân các phần quà tặng cũng như là giá ưu đãi chỉ duy nhất khi có liên hệ đặt lịch trước hoặc liên hệ trước cho em Kim Liếng nha. Rồi ok. Thì đó là giá xe á. Thì cảm ơn chị Hoàng đã xem clip á. Xin chào và hẹn gặp lại.